Kính thưa Đức cha Phêrô, cha tổng đại diện Ignatio, quý cha quản hạ, quý cha, quý tu sĩ của tất cả quý ông bà anh chị em, đặc biệt từ cha Giuse Lương cùng toàn thể con cháu trong gia đình của cụ cố Giuse Phạm Văn Vịnh rất thân thương đây. Chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng thuật lại những lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ nhân sự kiện có một số người đi làm qua các môn đệ muốn gặp Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cho thấy đây là giờ con người được tôn vinh. Có lẽ nhiều người sẽ tưởng rằng Chúa Giêsu nói đến sự tôn vinh là tiếng tăm của Ngài đã trổi vượt ra khỏi tầm của người Israel, người Do Thái, mà ngay cả những người Hy Lạp cũng đã bắt đầu nghe danh tiếng Chúa và tìm đến với Ngài. Chúa Giêsu không nói về sự tôn vinh của con người như thế, mà Ngài nói đến sự tôn vinh qua hình ảnh của một hạt lúa mì rơi xuống đất phải chết đi, để rồi trở thành một cây sinh nhiều bông hạt. Nghĩa là Ngài muốn nhấn mạnh đến vinh quang mà Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài khi Ngài phải chấp nhận cái giờ chết của Ngài, giờ Ngài bị đâm thâu trên thập giá, giờ Ngài chút hơi thở cuối cùng trên thập tự, giờ Ngài bị chôn sâu vào trong lòng đất, để rồi Ngài phục sinh vinh quang. Đấy là sự tôn vinh mà Thiên Chúa Cha dành cho Ngài. Vâng, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống trong thời gian của mùa phục sinh, là thời gian mà giáo hội mời gọi con cái của mình hãy chiêm ngắm và đón nhận mầu nhiệm phục sinh bằng việc nỗ lực kết hợp cuộc đời của mình và cuộc thư khó của Đức Kitô. Vinh quang của Đức Kitô là vinh quang đến từ thập giá. Vinh quang của Đức Kitô là vinh quang của một con người, là một vị Thiên Chúa nhưng tất nhận từ bỏ tất cả để mặc lấy thân phận con người, chia sẻ kiếp sống bần cùng của con người, ngoại trừ tội lỗi, để rồi chết đi, để rồi chôn sâu xuống, và Thiên Chúa tôn vinh lên bằng sự sống lại vinh quang. Mỗi người chúng ta, những người môn đệ đi theo Chúa thì cũng phải chấp nhận trở thành hạt lúa chôn vùi vào lòng đất, chết đi thì mới trổ sinh hoa trái được, thưa anh chị em. Như Đức Kitô, Ngài đã chết nhưng đã sống lại vinh quang, để Ngài mang lại hoa trái là ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại chúng ta, để Ngài mang lại hoa trái là làm cho chúng ta được ơn tha thứ, để từ những tội nhân chúng ta trở thành con Thiên Chúa. Mà nói như Thánh Phaolô là chúng ta được đồng thừa tự với Đức Kitô để đón nhận tất cả tình yêu vinh quang và sự sống của Ngài. Vì vậy, sự vinh quang Thiên Chúa ban cho đòi hỏi mỗi người phải chấp nhận vác thập giá đời mình theo Chúa, phải chấp nhận mình là hạt lúa mì bị chôn vùi trong lòng đất, chết đi để trổi sinh hoa trái. Ông cố Giuse thân yêu của chúng ta cũng vậy. Tôi chắc chắn rằng ông cố được Thiên Chúa tôn vinh không phải tôn vinh qua cái thánh lễ an táng hôm nay thật đông các cha, thật đông đảo mọi người, chật kín cả nhà thờ đến tiễn đưa, mà điều Thiên Chúa tôn vinh ông cố Giuse trong lúc này đó là cho ông cố được chung phần vinh phúc với Đức Kitô phục sinh. Vâng, bởi vì cả cuộc đời của ông cố là cả một cuộc đời của một hạt lúa mì được gieo vào lòng gia đình, để chết đi để sinh hoa trái là hạnh phúc gia đình, là việc nỗ lực hy sinh cho trách nhiệm của người chồng người cha, yêu thương nuôi dạy một đoàn con đông đảo nghề nghiệp trong âm thầm trong hy sinh. Cuộc đời ông cố là cuộc đời 100 năm ở trần gian, nhưng chắc chắn đó không phải là 100 năm của hạnh phúc, của niềm vui, của sung sướng, mà đó là cả 100 năm tần tảo vác thập giá đời mình theo Đức Kitô. Ông cố là một hạt lúa được Thiên Chúa gieo vào lòng gia đình, để từ nơi đó trổ sinh sự giáo dưỡng cho con cái, để con cái nên người thành đạt, và đặc biệt dâng hiến một người con là cha Giuse Phạm Hoàng Lương, chánh xứ Mắc Kỳ Đô, Sài Gòn. Đó là vinh quang mà Thiên Chúa ban cho ông cố. Và ông cố là người như trong tin mừng Chúa Giêsu nói: ai phục sự thầy hãy theo thầy, và thầy ở đâu thì người phục sự thầy cũng sẽ ở đó. Và ai phục sự thầy cha sẽ tôn vinh người ấy. Ông cố xứng đáng để đón nhận những điều mà Chúa Giêsu vừa nói, bởi vì cả cuộc đời
đời ông cố và cả cuộc đời con không sao. Nhiều chục năm trời cuối đời chấp nhận bệnh tật, cứ nghĩ rằng ông cố sẽ ra đi trước bà cố, ấy thế mà ông cố lại ra đi sau. Không phải để hưởng cái tuổi già an nhàn thư thái sung sướng, mà là để can đảm chấp nhận trong tâm thần chịu đựng căn bệnh thể xác. Và chắc chắn căn bệnh kéo dài như vậy cũng dẫn nhiều những cái áp lực, cái buồn lo trong đời sống tâm trí tâm linh. Cho nên ông cố thực sự là một người đã phục vụ Chúa Kitô và một nỗ lực chu toàn cái trách nhiệm của người chồng, người cha, người Kitô hữu. Ông cố đã thực sự là một hạt lúa được Chúa gieo vào gia đình, gieo vào lòng xã hội, gieo vào lòng xã hội để rồi âm thầm chịu đựng hy sinh phục vụ gia đình, phục vụ mọi người. Và giờ đây ông cố được Thiên Chúa Cha tôn vinh qua việc bạc tăng cho ông cố sự sống viên mãn của đấng phục sinh trong nhà cha trên trời. Tất nhiên với thân phận con người yếu đuối, 100 năm sống ở dân gian không tránh khỏi những lỗi lầm thiếu sót cách này cách khác. Giờ phút này chúng ta chia sẻ đức tin với ông bằng lời cầu nguyện, xin Chúa yêu thương thứ tha những lỗi lầm thiếu sót nếu còn có của cố Giuse, để cùng cố thực sự được tự tôn ngang Thiên Chúa. Và chúng ta những người còn sống hay nỗ lực, đặc biệt là con cháu trong gia đình, hãy noi gương người ông người cha thân yêu của mình, để chính tới phiên mình cũng can đảm bác thập giá đời mình theo Đức Kitô, trở nên những hạt lúa để Chúa gieo vào lòng gia đình của mình, xã hội của mình, môi trường sống và làm việc của mình. Chúng ta chấp nhận chết đi qua sự hy sinh, qua sự phục vụ, qua sự yêu thương sẻ chia cuộc sống của anh chị em chung quanh, để nhờ đó mà chúng ta sẽ trở thành một hạt lúa trổ sinh nhiều bông hạt, là những điều tốt lành, là niềm vui, là bình an chúng ta ban tặng cho nhau. Xin Chúa yêu thương đón nhận cụ cố Giuse thân yêu của chúng ta và chúc lành cho tất cả mọi người còn sống chúng ta. Amen.